Xin chào anh Vũ Văn Thịnh ở Hải Dương và xin chào các bạn. Hôm nay anh Thịnh có đặt hàng bên mình là một mạch hạ áp giảm áp bút DC xuống DC. Đầu vào là từ 25 đến 90V DC và có thể hạ xuống 2,5 đến 50V DC. Dòng điện làm việc tối đa là 50A và công suất tối đa là 1.000W. Thì giá sản phẩm hiện tại bên em đang bán là 590.000 đồng một sản phẩm như thế này. Thì khi anh nhận được hàng sẽ bao gồm là một mạch hạ áp giảm áp như thế này là 1.000W. Với giá sản phẩm bao gồm tiền ship khi nhận được hàng sẽ là 620.000 đồng. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Và các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor và Shopee là hàng. Shop mình có tên là Linh Kiện 789. Hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống phần bình luận tích vào link mua hàng phía dưới được nhé. Rồi ok. Thì trên mạch này nó sẽ cùng có những đầu như sau. Nó sẽ gồm có là đầu in cộng và in trừ đây, dùng để cấp nguồn vào. Thì nguồn chúng ta sẽ cấp vào từ 25 đến 90V DC các bạn nhé. Tiếp theo đó sẽ là đầu ra, ao cộng và ao trừ. Nó là ký hiệu đây. Ký hiệu chữ ao này, ao cộng và ao trừ đây. Thì nó sẽ là đầu điện áp ra chúng ta sử dụng. Thì sẽ là từ 2,5 đến 50V DC anh nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn vào để test sản phẩm. Do là mạch của chúng ta có thể được cấp điện áp từ 25 đến 90V DC, cho nên là em sẽ sử dụng nguồn cao nhất bên em. Hiện tại bên em không có cái nguồn 90V DC nên em sẽ sử dụng nguồn cao nhất của bên em là 560V DC để test hàng nhé. Ok, thì sau khi chúng ta cấp thì ở đây sẽ có một cái bao quà tán nhiệt, nó sẽ hoạt động để tán nhiệt cho mạch. Và kèm theo đó sẽ có một cái bóng đèn màu xanh ở đây phát sáng để báo hiệu mạch chúng ta đã hoạt động. Bây giờ thì em sẽ sử dụng một đồng hồ đo điện để đo xem là hiện tại điện áp có đúng như em nói là sử dụng điện áp 60V DC cấp vào hay không. Và chúng ta sẽ xem là nhà sản xuất đang để cho chúng ta là bao nhiêu V DC đầu ra nhé. Thì hiện tại điện áp em đang cấp vào cho mạch sẽ là 61,47V DC. Ok. Và bây giờ đầu ra hiện tại nhà sản xuất đang để cho chúng ta mặc định là 27,22V DC. Đấy. Và có thể lên tối đa là 2,5 và xuống tối đa xin lỗi các anh bạn. Xuống tối đa là 2,5 và có thể lên tối đa là 50V DC đầu ra nhé. Thì để có thể thay đổi điện áp đầu ra này thì chúng ta cần một tua vít nhỏ hai cạnh. Thay đổi ở con biến trở tinh chỉnh màu xanh nhỏ nằm ở ngay bên cạnh đầu ra này, có ký hiệu là VADJ. Thì chúng ta vặn theo chỉ kim đồng hồ nó sẽ tăng lên và ngược chỉ kim đồng hồ nó sẽ hạ xuống nhá. Đây em để ra chỉnh cho anh xem. Đây, vặn theo chỉ kim đồng hồ nó sẽ tăng lên và ngược chỉ kim đồng hồ nó sẽ hạ xuống. Đây, bây giờ em sẽ chỉnh xuống nó về khoảng 15V DC để gửi hàng cho anh nhé. Để chúng ta vặn ngược theo cái đồng hồ nó sẽ xuống 15V DC thôi. Ok, 15,05V DC. Như vậy là mạch của chúng ta hoạt động rất là tốt nhé. Và ngoài ra mạch hạ áp này nó còn có chức năng là có thể ổn áp điện áp đầu ra. Thì hiện tại điện áp đầu ra chúng ta đang là 15,05V DC và điện áp đầu vào chúng ta cấp điện áp là 61,2V DC. Bây giờ em sẽ chỉnh xuống điện áp đầu vào sẽ là xuống còn 30V DC chẳng hạn. 30,5V DC. Thì anh có thể thấy hiện tại đầu ra vẫn đang là 15,05V DC. Nhưng trong khi đó thì đầu ra, đầu vào chúng ta đã cấp vào chỉ còn là 30,5V DC mà thôi. Như vậy là mạch của chúng ta đã hoạt động tốt chức năng ổn áp điện áp đầu ra nhé. Và anh lưu ý cho em là cái mạch này nó sẽ thực hiện chức năng ổn áp điện áp đầu ra khi mà đầu vào chúng ta cấp cao hơn đầu ra nhé. Rồi, như vậy là mạch của chúng ta hoạt động rất là tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu để gửi hàng cho anh.
Ok. Và cuối cùng thì rất cảm ơn anh Vũ Văn Thịnh ở Hải Dương đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.